Kính chào quý vị khán giả, chúng tôi lại được hân hạnh gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình 60 giây chiều nay, 29 tháng 7, 2019. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính của chương trình. Cần chấm dứt tình trạng vứt xác heo chết ra sông. Xử lý cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả núp bóng công ty dược. Công an Bình Phước bắt nghi can sát hại đồng nghiệp trong lúc nhậu. Thưa quý vị, ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đang có nguy cơ lây lan tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là cảnh báo do các nhà khoa học tại London, Anh Quốc vừa đưa ra cách đây không lâu. Theo đó, có tới 80% các loại ký sinh trùng sốt rét phổ biến nhất đang kháng những loại thuốc chống sốt rét được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Tại Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh nhân mắc sốt rét kháng thuốc được chuyển đến điều trị đã tăng hơn gấp 8 lần so với năm 2009. Tỷ lệ thành công với phác đồ điều trị sốt rét hiện nay sẽ giảm xuống chỉ còn 50% nếu bệnh nhân mắc phải sốt rét kháng thuốc. Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc có tần suất cao nhất và đa kháng tại Việt Nam được xác định là Plasmodium falciparum đột biến gen, lây truyền chủ yếu qua mũi Anopheles. Khác với mũi Aedes gây bệnh sốt xuất huyết, mũi Anopheles tại Việt Nam chỉ còn ở một số khu vực, nhiều nhất là ở Tây Nguyên, đặc biệt là Bình Phước. Với người không có miễn dịch, khi tiếp dùng có sốt rét lưu hành thì khả năng mắc sốt rét ác tính sẽ rất cao. Nó có triệu chứng khởi đầu, khởi phát giống như bệnh nhiễm siêu vi nói chung, giống như sốt xuất huyết nói chung. Nhưng mà nếu có dấu hiệu sốt rét mà ở đây mà có loại mũi Anopheles vẫn còn tồn tại trong Thành phố Hồ Chí Minh thì đó là cái đường lây truyền. Bộ Y tế đã đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới WHO can thiệp đề nghị đơn vị sản xuất thuốc ở nước ngoài sớm điều chế và chuyển tới Việt Nam loại thuốc sốt rét thế hệ mới. Người dân thành phố đến dùng có sốt rét phải dùng thuốc thoa chống mũi và ngủ mùng. Nếu có biểu hiện rét run, sốt nóng, vã mồ hôi hay ấn lạnh thì phải đến ngay bệnh viện để xét nghiệm và điều trị kịp thời. Những ngày gần đây, người dân sống gần khúc sông ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều xác heo chết đã phân hủy trôi nổi trên sông. Mặc dù chính quyền đã nỗ lực kêu gọi người dân nâng cao ý thức không được ném xác heo chết ra sông gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên tình trạng vẫn diễn biến nghiêm trọng. Nước kênh liên vùng đoạn đi qua ấp 3A xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh vốn đã là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm, nay càng trở nên nghiêm trọng hơn. Rất nhiều xác động vật bỏ không hoặc được bọc trong bao tải đã bị phân hủy nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xe tải mà 2-3 xe mà nó chở đủ đóng, chị thấy nó xả heo, xả ra từ miếng. Lực lượng liên ngành của xã và huyện đã tới kiểm tra và tiến hành chôn lấp số heo theo quy trình an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tình thế tạm thời. Trước mắt thì mình sẽ tiếp tục làm các tuyên truyền đến các hộ dân có chăn nuôi heo. Giờ một cái giải pháp hiệu quả nữa thì xã sẽ thành lập cái điểm chốt chặn tại khu vực này. Người chăn nuôi cần nâng cao ý thức trong việc tự chôn lấp hoặc báo cáo chính quyền xã để hỗ trợ việc tiêu hủy, tránh gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và bùng phát dịch bệnh. Sáng nay trên tuyến quốc lộ 80 đoạn cầu đường Xuông thuộc ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến 5 căn nhà của người dân, trong đó có 2 căn nhà bị sụp lún hoàn toàn. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 40 mét làm 2 căn nhà bị sụp lún hoàn toàn ra kênh Cái Sắn, 2 căn bị sụp một nửa căn nhà và 1 căn bị trạng nứt buộc phải di dời khẩn cấp. Ước tính thiệt hại tài sản gần 1 tỷ đồng, ngoài ra có 2 trụ điện hạ thế bị ảnh hưởng. Lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Trinh đã đến hiện trường huy động lực lượng hỗ trợ bà con di dời tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp tháo dỡ nhà cửa, tìm nơi ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng. Chi cục thủy lợi thành phố đã trích quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng, phòng lao động thương binh và xã hội huyện trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội hỗ trợ 20,5 triệu đồng, mặt trận tổ quốc huyện hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật thành công cho bé trai 3 tuổi ở Đồng Nai bị cò mổ lủng mắt. Bé trai gặp nạn khi đang ở chơi nhà hàng xóm. Trước đó, ngày 25 tháng 7, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mắt phải bị thủng củng mạc. Các bác sĩ tại bệnh viện ngay lập tức tiến hành phẫu thuật khâu vết thủng. Sau 4 ngày, mắt của bé hiện đã ổn định. Dạ, cháu nó đi qua nhà hàng xóm chơi á, rồi cò hàng xóm nó cũng mới bắt về. Cho nên nó lạ đó, rồi cháu nó ngước lên nhìn á, nhốt trong lòng nhưng mà nhìn nữa rồi chi cò nó mổ vô mắt. Theo bác sĩ Võ Đức Dũng, khoa mắt nhi Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, vết thương xuyên vào mắt có nhiều nguy cơ dẫn đến hư mắt. Những trường hợp vết thương ở giác mạc là tròng đen thì có thể bị mất thị lực hoàn toàn.
Đây là một trong những tai nạn sinh hoạt thường gặp ở trẻ em. Vì vậy, phụ huynh nên chú ý đến trẻ nhỏ để tránh những trường hợp đáng tiếc. Việc 4 cơ sở sản xuất và phân phối nhiều mặt hàng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn trên địa bàn quận 8, 10, 11 và huyện Bình Chánh bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM triệt phá mới đây đã thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong xử lý vấn nạn thuốc giả tràn lan trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, làm sao để ngăn chặn gốc rễ của vấn nạn này lại là điều đáng suy ngẫm, bởi các cơ sở này không còn lén lút sản xuất thuốc giả như trước mà được ngụy trang tinh vi hơn bằng cách núp bóng công ty dược. Việc dùng công ty dược làm bình phong khiến công tác quản lý kiểm soát của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy thì họ là hoạt động chân chính, nhưng mà việc sản xuất của họ, họ có thể không sản xuất buôn bán tại trụ sở đó mà thực hiện ở một cái địa điểm khác. Pháp luật của nước ta nghiêm cấm hành vi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc giả kém chất lượng. Tuy nhiên, do lợi nhuận khủng mà không ít đối tượng vẫn thực hiện hành vi phạm pháp này. Thêm vào đó, luật hình sự quy định chỉ xử phạt hành vi đã cấu thành tội phạm, chưa làm rõ vấn đề nguồn gốc của hàng giả. Quy định xử phạt hành chính cũng mới chỉ xử phạt đối với số lượng hàng bị bắt, thu giữ nên chưa đủ sức răn đe. Hành vi vi phạm hành chính thì có thể bị xử phạt đến mức là 120 triệu đồng. Còn theo quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự, nếu hành vi đó nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và mức phạt thấp nhất là 2 năm tù và cao nhất có thể tử hình. Thuốc thì giả nhưng tác hại là thật, vì vậy người dân cần cẩn trọng, không vì ham rẻ mà đặt niềm tin và đánh cược chính sức khỏe của mình. Thực hiện những hành động gây sốc, phản cảm để câu like, câu view là trào lưu trong thời gian gần đây của nhiều video xuất hiện trên YouTube. Xu hướng này cần phải được tẩy chay mạnh mẽ để bảo vệ môi trường mạng Internet khỏi các nội dung độc hại. Trung bình với mỗi 10.000 lượt xem trên YouTube sẽ được trả khoảng 12.000 đồng, chưa kể doanh thu từ việc lồng ghép quảng cáo. Vì vậy, để câu view, một loạt YouTuber đã bất chấp thực hiện các clip phản cảm, chơi khăm như đổ trứng sống, đổ nước mắm lên đầu mẹ. Cảm thấy rất là bất bình, nhiều trẻ em thì có thể là học theo những cái thói xấu như thế, đang lạm dụng những cái clip đó để kiếm tiền hoặc là có thể tăng sự nổi tiếng cho bản thân, thì theo tôi nghĩ là không nên và nó không đúng với cái thuần phong mỹ tục của mình. Dù trái đạo đức xã hội, những clip như thế này vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Câu chuyện tưởng như vô hại đó mà nó cứ ngấm vào trong suy nghĩ, trong tình cảm, trong ý thức, trong thái độ. Nó tác động kể cả vào cái quá trình, cái nhận thức về cái đúng, cái tốt và cái đẹp ở đời này. Trong khi chờ đợi một sự thay đổi mà có lẽ rất khó từ YouTube, sự mạnh tay hơn nữa của cơ quan quản lý là điều cần thiết để làm trong sạch môi trường mạng, tránh sự lệch chuẩn trong văn hóa. Còn bây giờ sẽ là Bộ Công an thông tin về sới bạc 10.000 tỷ ở thành phố Hải Phòng. Xe hơi mất lái tông vào quán nhậu, nhiều người tháo chạy. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Văn Đoàn, 23 tuổi, quê An Giang. Đây là nghi can trực tiếp gây ra cái chết của anh Lê Văn Nam, 19 tuổi, vào chiều qua. Theo thông tin ban đầu, Phan Văn Đoàn và nạn nhân Lê Văn Nam là đồng nghiệp cùng làm thuê tại cơ sở làm sắt nằm trên đường DT741. Chiều qua, trong lúc ăn nhậu, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi nhau. Đoàn bỏ đi ra ngoài, khoảng hơn một tiếng sau quay lại cầm theo búa, đánh liên tiếp vào người Nam khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng chạy xe lên rừng cao su cách hiện trường 3 km tự tử nhưng không thành. Đến rạng sáng nay, người dân địa phương phát hiện nên trình báo cơ quan chức năng. Hiện cơ quan chức năng đang chờ đối tượng Phan Văn Đoàn bình phục để lấy lời khai. Công an thành phố tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xử lý 30 đối tượng sử dụng ma túy trái phép. Những đối tượng này bị phát hiện trong cuộc đột kích vào một quán bar trên địa bàn lúc rạng sáng nay. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán bar số 18 tại phường Quyết Thắng. Lúc này, trong bar có 52 người đang tụ tập hát nhảy trong tiếng nhạc lớn, nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một số bọc ni lông chứa ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, 30 đối tượng dương tính với chất ma túy. Các đối tượng này đang được công an thành phố Biên Hòa lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Đầu năm ngoái, quán bar này từng bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy nhưng đến nay lại tái diễn vi phạm. Thông tin về vụ tạm giữ gần 400 người Trung Quốc bị bắt quả tang điều hành các trang web đánh bạc tại Hải Phòng. Bộ Công an cho biết nhóm người này vận hành website cờ bạc quy mô 10.000 tỷ, hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc doanh nghiệp đầu tư.
Đột kích nơi ẩn náu của các đối tượng, tổ kiểm tra bắt quả tang gần 400 người tham gia điều hành website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề. Số tiền đã giao dịch trên hệ thống là hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương trên 10.000 tỷ đồng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm gần 2.000 điện thoại di động, hơn 530 máy tính, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt và tài liệu liên quan. Theo Bộ Công an, nhóm tội phạm này núp vỏ bọc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động khép kín 24/7 và gần như không tiếp xúc với người ngoài. Đây cũng là vụ án với số lượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Không chỉ bị tố say rượu và có hành vi quấy rối nữ hành khách trên máy bay Vietnam Airlines, vị khách hạng thương gia còn bị tố sàm sỡ cả nữ tiếp viên trưởng của chuyến bay. Liên quan đến vụ một hành khách hạng thương gia bị Vietnam Airlines từ chối vận chuyển vì say rượu và có hành vi sàm sỡ về khách nữ trên cùng chuyến bay, thông tin trong biên bản về vụ việc cho biết tiếp viên trưởng chuyến bay cũng tố bị người đàn ông trên sàm sỡ. Do đó, chiều ngày 26 tháng 7, cơ trưởng chuyến bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách ngồi hạng thương gia nhưng có dấu hiệu say xỉn quấy rối hành khách khác cùng chuyến bay. Trả lời báo chí, người đàn ông này biện minh do ông bị vấp chân, trong lúc ngã nhào thì viện tay vào thành ghế. Người phụ nữ đang dựa lưng vào thành ghế nên ông vô tình chạm vào. Vị doanh nhân thừa nhận trước khi lên máy bay có uống rượu. Tại Đà Nẵng, tối qua, một chiếc xe hơi mất lái đã lao thẳng vào quán nhậu rồi tông nhiều xe máy. Nhiều người hốt hoảng chạy thoát thân. Gần 23 giờ, một người đàn ông 40 tuổi lái xe hơi 7 chỗ trên đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu. Khi đến ngã tư Lê Thanh Nghị, Tố Hữu, người này bất ngờ điều khiển xe chạy vòng tròn quanh ngã tư với tốc độ cao, rồi lao thẳng vào quán nhậu ngay góc đường. Chiếc xe điên tông ngã hai xe máy, người dân tháo chạy hất tung bàn ghế trong quán. Xe ô tô bị nổ lúc trước nhưng tài xế vẫn đánh lái, hồng tẩu thoát. Lực lượng công an phường Hòa Cường Nam truy đuổi khoảng 2 km thì chặn được phương tiện. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế này đã vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Sáng nay, một vụ va chạm giữa hai xe tải nặng đã xảy ra trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc đoạn qua huyện Bình Chánh. Tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó một tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Khoảng 8 giờ sáng, chiếc xe tải cổ loại 12 tấn chở sắt chạy hướng từ miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi đường cao tốc khoảng 800m. Xe này tông vào đuôi xe tải nặng đang dừng đậu chờ đèn đỏ phía trước. Cú tông mạnh làm đầu xe tải cổ hư hỏng biến dạng. Người phụ xe bị thương tự thoát ra ngoài theo lối kính chắn gió, còn tài xế kẹt trong cabin. Xe tải nặng bị tông trước đó dùng xích kéo cabin xe tải cổ về phía trước để giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Hôm nay, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ đối tượng Trần Anh Hoàng, sinh năm 1996, ngụ tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để điều tra về hành vi trộm cướp tài sản, cố ý gây thương tích. Theo đó, vào khuya hôm qua, đối tượng Hoàng mang theo một con dao dài khoảng 22cm đi bộ tại khu vực cầu Đồng Nai thì phát hiện anh Hoàng Tiến Hóa, sinh năm 1989, quê Tân Uyên, Bình Dương, mặc áo Grab đang điều khiển xe máy đi một mình từ hướng ngã ba Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng yêu cầu anh Hóa chờ đến khu vực chợ Thủ Đức. Khi đi vào đường 40, khu phố 6, phường Linh Đông, Hoàng thấy vắng người nên yêu cầu dừng xe, dùng dao uy hiếp cướp xe. Anh Hóa đã chống trả, quật ngã Hoàng, sau đó tri hô nhờ người dân ứng cứu. Sau vụ việc, anh Hóa bị thương ở cổ và tay trái. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng khai nhận do thiếu tiền nên nảy sinh ý đồ cướp xe. Vụ việc hiện đã được công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.